Đồ gỗ Mỹ Nghệ Sáng Trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2020. Đồ gỗ Mỹ Nghệ Sáng Trang xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng thân yêu một trong những sản phẩm do trực tiếp cơ sở đồ gỗ Sáng Trang sản xuất. Tất cả những sản phẩm do chúng tôi sản xuất đều được làm bằng những chất loại vô cùng quý hiếm trước mắt quý vị, đó là bộ đôi tủ rượu cánh cong Louis Hoa Lá Tây Tân Cổ Điển, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai xịn sò 100% Vân Tự Nhiên. Và bên cạnh đó là một bộ đôi bàn phấn, bàn trang điểm cũng được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai vân hoàn toàn tự nhiên. Tất cả hàng đều còn nguyên mỏng. Và bên cạnh chính giữa đó là một bộ ba, hai ghế, một đôn, được làm bằng chất liệu gỗ chắc đen. Bên cạnh là một bộ ba minh đế, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của từng sản phẩm. Vâng, tôi sẽ giới thiệu đầu tiên là mẫu bộ đôi bàn trang điểm, hiện là một trong những sản phẩm hot của cơ sở chúng tôi sản xuất. Bàn trang điểm có thông số kỹ thuật đó là chiều dài cơ sở 1m20, có độ sâu là 40 phân và chiều cao từ mặt đất lên đỉnh của khung gương là 1m63, bao gồm một ghế ngồi và một bàn. Bàn thì được cấu tạo bởi hai hộp, đây ạ, hai hộp cánh và bên trên là bốn hộp ngăn kéo để đồ, đảm bảo chất gỗ màu đẹp, hàng ngang làm chắc chắn gỗ dày. Đây ạ, đấy, tôi sẽ quay chi tiết khung gương hình trái tim thể hiện cho tình yêu đôi lứa, rất phù hợp cho chị em phụ nữ. Rất mong các quý ông hãy mua tặng vợ mình những chiếc bàn phấn như thế này. Trương hoa hồng. Tất cả sản phẩm đều chưa gắn, còn nguyên khung. Đấy, chỉ chờ anh chị em đặt hàng, có nhu cầu chúng tôi sẽ gắn và hoàn thiện trả anh chị em. Đây ạ, tôi sẽ mở một bên, một bên hộp cho quý vị xem bên trong này. Rộng rãi, thoải mái đựng đồ. Đấy, rất nhiều chức năng của chiếc bàn này. Đấy, quý vị xem bên trong rất rộng, thoải mái đựng, vừa đựng đồ được mà vừa đựng các đồ trang điểm của chị em. Cánh này vân tự nhiên vô cùng đẹp. Vâng, chính giữa là một bộ đôi tủ rượu. Mẫu tủ rượu này thì tôi đã review giới thiệu rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tiện đây tôi cũng xin giới thiệu thông qua một vài chi tiết để quý vị có thể hiểu hơn. Mẫu tủ rượu này có tên gọi là tủ rượu cánh cong Louis Hoa Lá Tây, bày phòng khách vô cùng sang trọng và tinh tế, và đặc biệt được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai, một trong những loại gỗ gần như sắp tuyệt chủng rồi, rất quý hiếm về giá trị kinh tế, đứng sau gỗ xưa, gỗ chắc. Đấy,
cánh vân lóc ngoan kéo, phải nói là rất đẹp. Những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu quay trực tiếp, anh chị em có thể về tận cơ sở, về tận nhà được xem đồ trực tiếp, hoặc có thể gọi điện tư vấn trực tiếp qua số điện thoại 0922 782 886 anh Sáng chủ cơ sở để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Ngoài mẫu tủ rượu như thế này, chúng tôi còn làm rất nhiều mẫu tủ rượu khác, quý vị có thể tham khảo đặt hàng. Vâng, chính giữa tôi vẫn gọi là bộ sản phẩm này nhỏ nhưng mà có võ. Đấy. Rất chắc chắn, nhỏ nhưng mà được làm rất chắc chắn, rất kỳ công, được làm bằng chất liệu gỗ chắc đen. Gỗ chắc đen vô cùng quý phái. Tại sao tôi nói chắc chắn? Tất cả những đầu mọng quý vị xem. Đấy. Hàng chưa gắn keo, bén tít tin tịt như thế này. Đây. Những chỗ này là những chỗ nó hở ra như thế này là chúng tôi làm ngơi để cho gỗ thở. Mặt ghế mặt liền một miếng gỗ chắc đen. Rất có giá trị kinh tế. Bộ này mà đánh xi lên thì vô cùng đẹp, phải nói là vô cùng đẹp. Hàng vẫn còn nguyên mọc. Đây ạ, đây. Gỗ chắc đen, vân của gỗ này, cái khung tranh này vân rất đẹp. Mặt cũng vậy. Gỗ chắc thì là rất quý hiếm rồi, nhưng mà chắc đen thì lại càng quý hiếm. Nhân tiện đây tôi sẽ quay luôn đằng sau của đôi bàn phấn. Đây, đằng sau được làm sạch sẽ, rất sạch sẽ. Vâng, đây đằng sau của tủ rượu cũng vậy, rất sạch sẽ. Toàn bộ cánh cong của tủ rượu thì được vanh cong. Đấy. Một miếng. Cái quan trọng, cái khó đó là gì? Đó là vanh cong, xẻ cong từ trên máy cưa một miếng để làm ra những chiếc tủ như thế này. Quý vị xem vân, phải nói là vân trong vân. Tại sao cơ sở chúng tôi làm đồ vân đẹp? Thực ra là nó không có gì cả, do là mình làm quen rồi, làm chuyên rồi. Nhưng mà từ khi mình mua gỗ, mình đã để ý những cây gỗ có vân, chất gỗ già, màu tím, đẹp, mình mua về mình đóng đồ cho khách. Mẫu tủ rượu này thì vẫn là một trong những mẫu gỗ, mẫu rất hot, được rất nhiều người tin dùng. Vâng, sau đây tôi sẽ xin giới thiệu luôn bộ Minh Đế. Bộ Minh Đế bộ 3. Mặt ván, mặt liền một miếng. Đây, quý vị xem. Đấy. Cũng là vân tự nhiên hết. Hàng tất cả đều là nguyên mọc hết. Anh chị em tuyệt đối yên tâm là mình không phải lo, là mình không phải mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bỏ ra số tiền lớn nhưng mà được sử dụng đúng sản phẩm mà mình mong muốn. Các cụ vẫn nói là tiền nào của đấy đấy ạ. Nhưng mà chưa chắc có những sản, có những cơ sở khác hoặc là những sản phẩm mà người ta làm kém chất lượng, người ta quảng cáo tốt, bỏ đồng tiền ra nhiều nhưng chưa chắc đã được dùng sản phẩm tốt. Đây ạ, đấy. Bên đằng sau sạch sẽ chưa quý vị? Hàm rất sạch sẽ. Tất cả những sản phẩm của cơ sở chúng tôi sản xuất đều nguyên mọc, vân tự nhiên,
anh chị em hết sức yên tâm. Vâng, hôm nay thì nhân tiện có một vài sản phẩm làm xong của khách đặt thì tôi review cho anh chị em xem và tiện đây cũng giới thiệu một vài mẫu mới. Nếu anh chị em quý khách hàng có nhu cầu về những sản phẩm như thế này, xin hãy vui lòng gọi điện qua số điện thoại 0922 782 886. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian theo dõi những sản phẩm của chúng tôi. Nếu anh chị em quý khách hàng cảm thấy những sản phẩm hoặc là những video mà tôi review có ích, xin hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký để ủng hộ cơ sở chúng tôi. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Chúc toàn thể quý khách hàng mạnh khỏe.